Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho tầng tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Xuân Ngôn Viên, Hà Anh và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, như thường lệ, trước khi vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. G7 công bố lệnh cấm nhập cảng vàng của Nga vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Sập khán đài ở Colombia, 4 người chết, 70 người bị thương. Xe hơi lao vào người biểu tình ở Sydney. Nga bị vỡ nợ vì lệnh cấm vận. Nhiệt độ tăng cao ở Nhật Bản đe dọa thiếu điện. Và sau đây, kính mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của Xuân Ngôn Viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi trưa ngày hôm nay đã cho biết là G7 công bố lệnh cấm nhập cảng vàng của Nga vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào hôm Chủ nhật đã tuyên bố Hoa Kỳ và nhóm G7 có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới sẽ ngừng nhập cảng vàng của Nga, là biện pháp trừng phạt mới nhất với hy vọng là sẽ cô lập Nga trong lĩnh vực kinh tế vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm của nhóm G7 đã cho hay là sẽ ra thông báo chính thức vào hôm thứ Ba. Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo của nhóm G7 tham dự hội nghị thượng đỉnh khai mạc vào hôm Chủ nhật để thảo luận về biện pháp bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng và ngăn chặn tình trạng lạm phát vì cuộc xâm lược Ukraine của quân đội Nga. Theo giới chức thẩm quyền của Hoa Kỳ, thì vàng là sản phẩm xuất cảng thu được ngoại tệ nhiều thứ hai của Moscow sau năng lượng và lệnh cấm có thể cô lập, đẩy nước Nga ra ngoài lề thị trường vàng của thế giới. Thủ tướng của Anh Quốc là ông Boris Johnson cũng đã khẳng định lệnh cấm nhập cảng vàng của Nga sẽ là đòn giáng trực tiếp đánh vào các giới đầu sỏ chính trị của Nga và trái tim bộ máy chiến tranh của ông Putin. Ông cũng nói rằng ông Putin đang phung phí nguồn lực ngày càng cạn kiệt vì cuộc chiến vô nghĩa và man rợ. Trong những năm gần đây, vàng là sản phẩm xuất cảng hàng đầu của Nga sau năng lượng, chiếm khoảng 5% tổng lượng vàng toàn cầu vào năm 2020, sau đó là hơn 90%, tương đương gần 17 tỷ Mỹ Kim được xuất cảng sang Anh Quốc. Trong khi đó, thì xe hơi đã lao vào người biểu tình ở Sydney. 11 người bị bắt, trong đó có một phụ nữ bị cảnh sát truy tố đã đeo khóa xe đạp quanh cổ và vô lăng của một chiếc xe, đậu chặn tất cả đường lưu thông tại thành phố. Hàng chục thành viên của tổ chức Black Death Australia, nhóm hoạt động vì khí hậu, đã tham dự cuộc biểu tình tuần hành làm tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm. Cảnh sát ước tính khoảng 60 người tham gia cuộc biểu tình. Nguồn tin trên cũng cho hay một tài xế đã lao xe vào đám đông người biểu tình ở khu trung tâm của Sydney vào sáng thứ Hai, nhưng hầu hết tránh được thảm họa trong gang tấc. Theo cuộc điều tra ban đầu, thì người biểu tình đang đi bộ qua một ngã tư ở trung tâm thành phố khoảng 9 giờ sáng, thì một chiếc xe SUV màu xám mất kiên nhẫn đã lao xe vào họ. Tuy nhiên thì chiếc xe giảm tốc độ khi chạy đến gần nơi bị người biểu tình đẩy ra xa và không làm cho ai bị thương. Tài xế là một phụ nữ cho biết tên Mali, 22 tuổi, đến từ vùng Bắc của sông Lismore, tự khóa mình vào tay lái bằng khóa của xe đạp. Nga bị vỡ nợ vì lệnh cấm vận. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương của Nga là Elvira Nabiullina ở Moscow vào hôm thứ Hai đã lên tiếng phủ nhận tin nói là nước này đã bị vỡ nợ và đã lỡ thời hạn thanh toán nợ nước ngoài và rơi vào tình trạng vỡ nợ. Nguồn tin trước đó cũng cho biết rằng Nga rơi vào tình trạng vỡ nợ quốc tế vì thời gian ứng hạn để thanh toán đã hết hạn. Dấu hiệu mới nhất đã cho thấy Nga bị cô lập khỏi thị trường tài chính toàn cầu vì lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Các giới chức thẩm quyền của Nga không tuyên bố tình trạng vỡ nợ
nhưng có vẻ như là các khoản thanh toán đã không đến tài khoản của các trái chủ vào tối hôm Chủ nhật theo quy định. Bloomberg và Reuters vào hôm thứ Hai cũng đã cho biết rằng Nga đã vỡ nợ. Nhưng hãng thông tấn nhà nước của Nga TASS vào hôm thứ Hai đưa tin nói rằng Moscow đã lên tiếng phủ nhận. Nguy cơ vỡ nợ xuất hiện vào cuối tháng 2 sau khi Nga xâm lược Ukraine và lệnh trừng phạt đã được áp đặt nhằm tách nước này khỏi thị trường tài chánh của quốc tế. Vào hồi cuối tháng 5, Nga đã cố gắng đối phó với các biện pháp trừng phạt đã khiến nước này không thể tiếp cận với khối ngân hàng và các chủ nợ của Hoa Kỳ bằng cách gửi các khoản thanh toán đến một tổ chức có trụ sở tại Moscow. Nhưng cuối cùng thì số tiền không bao giờ được chuyển vào tài khoản của trái chủ. Vụ vỡ nợ này bất thường và vì là kết quả của lệnh trừng phạt kinh tế ngăn chặn mọi hoạt động giao dịch, chứ không phải là vì chính phủ Nga hết tiền. Tin từ Colombia cho hay sập khán đài làm cho 4 người chết và 70 người bị thương. 4 người chết và khoảng 70 người đã bị thương vì một phần khán đài của trường đấu bò thình lình sập nhầu tại thị trấn Al Espino, Colombia hôm Chủ nhật. Các đoạn băng video được đăng trên mạng xã hội cho thấy phần khán đài bị sụp đổ trước sàn đấu, nơi người dân địa phương đang thưởng thức thưởng ngoạn cuộc đấu bò nhân ngày lễ Thánh Pedro và Thánh Paul. Theo thống đốc của tỉnh Tolima, Joe Ricardo Orozco, thì 4 người đã chết gồm 2 phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 người tuổi vị thành niên. Ngoài 70 người khác thì bị thương. Nhiệt độ tăng cao ở Nhật Bản đe dọa thiếu điện. Người dân Tokyo đang rơi vào tình trạng nóng bức và chính phủ của Nhật Bản cũng đã lên tiếng báo động về nguy cơ thiếu điện, kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng vì nhiệt độ đã tăng cao bất thường. Cơ quan thời tiết của Nhật Bản cũng đã kết thúc vào mùa mưa hàng năm, thường làm dịu cái nóng mùa hè kéo dài đến tháng 7. Nhiệt độ oi bức ở Nhật Bản đã được coi là nhẹ so với các quốc gia Đông Nam Á khác. Nhưng người dân của Nhật Bản đang lo là bị thiếu điện trong mùa hè này vì một số nhà máy nhiệt chưa phục hồi hoạt động sau trận động đất giữa tháng 3. Đột quỵ vì nóng bức hiện là mối quan tâm hàng đầu vì nhiều người Nhật Bản lớn tuổi có khuynh hướng tránh sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, một phần là vì thói quen và một phần là vì không muốn tốn nhiều tiền điện. Nhiều căn nhà cũ ở Nhật Bản thiếu cách điện nhiệt, thường bị nóng ngột ngạt vào mùa hè và rất lạnh vào mùa đông. Quần đảo Nhật Bản cũng đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 6 ở một số khu vực. Tại Ishizaki là phía bắc của Tokyo thì nhiệt độ tăng lên 104.4 độ vào hôm thứ Bảy, là mức cao nhất từ trước cho đến nay trong tháng 6. Nhiệt độ ở trung tâm thành phố Tokyo cũng đã tăng lên gần 95 độ vào hôm thứ Hai, cao hơn dự báo vào hôm Chủ nhật chỉ có 93 độ. Hơn 250 người đã được đưa vào các bệnh viện ở Tokyo cấp cứu vào cuối tuần qua vì chứng say nắng. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp xin tạm dừng giây lát để gửi đến quý vị khán giả phần bảo trợ thương mại. Sứ ngôn viên Bảo Khanh và Hà Anh sẽ quay trở lại với một số tin tức như bản tin về G7 ra mục tiêu huy động 600 tỷ đô la như thế nào, hay bản tin về 8 nông dân đã bị bắt cóc và giết chết tại khu nghỉ mát của Mexico ra sao, cùng với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV trong chương trình tin tức tổng hợp do sứ ngôn viên Bảo Khanh và Hà Anh thực hiện. Bản tin tiếp theo đã cho hay G7 ra mục tiêu huy động 600 tỷ đô la để chống lại dự án vành đai và con đường của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo của nhóm G7 hôm ngày 26 tháng 6 cam kết huy động 600 tỷ đô la quỹ tư nhân và công trong vòng 5 năm để tài trợ cho cơ sở hạ tầng cần thiết ở các nước đang phát triển và chống lại dự án vành đai và con đường, hay còn gọi tắt là BRI, trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc, theo Reuters cho biết. Tại cuộc họp thường niên được tổ chức vào năm nay tại Schwarzwald, miền nam của nước Đức,
Tổng thống của Hoa Kỳ ông Joe Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác đã khởi động lại dự án đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu mới vừa được đổi tên. Tổng thống của Hoa Kỳ cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ huy động số tiền 200 tỷ đô la từ quỹ liên bang và đầu tư tư nhân trong 5 năm để hỗ trợ các dự án ở các quốc gia và có thu nhập thấp, trung bình nhằm giúp đối phó với biến đổi khí hậu cũng như cải thiện sức khỏe toàn cầu, bình đẳng giới và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Song song đó, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nói với các cuộc họp rằng châu Âu sẽ huy động 300 tỷ euro, tức là khoảng 317,28 tỷ đô la cho sáng kiến này nhằm xây dựng một giải pháp thay thế bền vững cho kế hoạch, sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra vào năm 2013. 8 nông dân bị bắt cóc và bị giết chết tại khu nghỉ mát của Mexico. 8 thi thể vào hôm thứ Bảy đã được tìm thấy tại bán đảo Yucatan của Mexico. Có thể là 8 người đàn ông bị bắt cóc tại khu nghỉ mát, tọa lạc ở bờ biển Caribe. Công tố viên của tiểu bang Yucatan đã cho biết là các nạn nhân có thể là những người đàn ông đã bị bắt cóc trước đó ở thị trấn bãi biển Scarlet Yên Bình, nằm ở cực nam Caribe của Mexico gần với Belize. Các nạn nhân đã bị bắt cóc vào hôm thứ Sáu tại một trang trại ở Scala. Thi thể của họ đã được một nông dân tìm thấy trên cánh đồng của một ngôi làng Yucatan và bên kia biên giới của Quintana Roo. Giới chức địa phương chưa xác định danh tính của 8 nạn nhân trên, nhưng cũng cho biết họ là công dân của một trang trại ở ven biển. Cho đến nay, thì phần lớn lãnh thổ của Scala khá là yên bình so với các thị trấn bãi biển khác của tiểu bang Quintana Roo. Tuy nhiên, thì nhiều gói ma túy đã được tìm thấy đã trôi dạt vào bờ biển trong thời gian gần đây. Và hồi tuần trước, thì hai người Canada đã bị giết chết tại một căn nhà ở thành phố nghỉ mát Playa del Carmen của Mexico thuộc tiểu bang Quintana Roo. Và hồi tháng 10 năm rồi, thì một vụ nổ súng giữa nhóm nghi can buôn lậu ma túy ở Tulum cũng đã làm 2 du khách ngoại quốc bị thiệt mạng, gồm một người phụ nữ Đức và một người phụ nữ California gốc Ấn Độ. Cảnh sát và ứng cử viên Rhode Island đã bỏ cuộc đua vào thượng viện sau cú đấm của nữ đối thủ. Một cảnh sát Rhode Island, đảng viên của đảng Cộng Hòa, ghi danh tranh cử chiếc ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang, đã bỏ cuộc đua sau khi bị bắt vì tội đấm vào mặt nữ đối thủ thành viên của đảng Dân Chủ trong một cuộc biểu tình ủng hộ quyền phá thai. Theo Jean Lugo, hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ không ra ứng cử vào mùa thu này. Lugo là cựu cảnh sát viên có 3 năm thâm niên làm việc tại Joe Biden đã bị cho nghỉ việc sau khi bị cảnh sát tiểu bang bắt giữ hôm thứ Bảy vì xuất hiện đoạn băng video cho thấy ông đã tấn công vào nữ đối thủ là Jennifer Walker trong cuộc biểu tình hôm thứ Sáu để phản đối phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ đảo ngược của vụ Roe kiện Wade. Lugo, năm nay 35 tuổi, đã được trả tự do sau khi đến trụ sở cảnh sát của tiểu bang đầu thú và chờ ngày ra tòa. Đoạn băng video cũng cho thấy hai phe bên và chống quyền phá thai tụ họp và tranh cãi trước trụ sở của Quốc hội tiểu bang. Roca cũng cho biết đã bị Lugo đánh ít nhất là 2 lần. Cá sấu cắn chết người tại bãi biển Morro Beach. Cảnh sát của South Carolina đã cho hay một con cá sấu đột ngột tấn công một người ở khu vực Myrtle Beach khoảng 11 giờ sáng hôm thứ Sáu. Cảnh sát được tin đến nơi can thiệp và đã bắn chết con cá sấu, nhưng nạn nhân cũng đã qua đời sau vụ tấn công. Danh tính của nạn nhân chưa được công bố. South Carolina là nơi sinh sống của khoảng 100.000 con cá sấu và người chăn nuôi làm thịt khoảng từ 250 đến 300 con cá sấu hàng năm. Và hồi đầu tháng này, thì một người đàn ông ở Florida đã bị một con cá sấu cắn chết vì nhầm với một con chó. Các giới chức thẩm quyền tại địa phương cũng đã ra thông cáo khuyến cáo người dân không nên tiến đến gần để cho con cá sấu ăn hoặc là chụp ảnh với cá sấu để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công. Tin tức cập nhật từ Việt Nam, Starbucks Việt Nam ở Hà Nội đóng cửa. Ban điều hành của Starbucks Việt Nam cho hay sẽ đóng cửa hàng tại Hà Nội sau 8 năm hoạt động kinh doanh.
Hồi năm vừa rồi thì Starbucks ở Việt Nam cũng đã đóng một cửa hàng ở quận Hoàng Kiếm và cửa hàng ở quận 1 thành phố Sài Gòn. Theo thông báo mới nhất của Starbucks tại Việt Nam, thì cửa hàng Starbucks Lan Viên ở quận Hoàng Kiếm sẽ hoạt động đến ngày 30 tháng 6 là hạn chót. Starbucks Việt Nam không công bố nguyên nhân khiến họ đình chỉ hoạt động sau một thời gian kinh doanh dài. Nữ thực tập sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã bị kết án 3 năm tù vì đã giết chết đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ. Tin từ Hiroshima đã cho hay, một nữ thực tập sinh Việt Nam ở Nhật Bản tên là Dương Thị Vương, 27 tuổi, đã bị bắt và bị đưa ra tòa án quận Hiroshima xét xử về tội giết đứa con sơ sinh vừa mới lọt lòng mẹ. Theo cáo trạng đọc tại phiên tòa, thì Dương đã đến Nhật Bản cách nay khoảng 2 năm rưỡi để làm việc kiếm tiền nuôi cô con gái nhỏ đang ở Việt Nam. Cô đã lâm cảnh nợ nần vì phải trả chi phí cho một công ty môi giới ở Việt Nam để được đưa vào chương trình thực tập, nhiều gấp 10, 100 lần số tiền mà bố mẹ cô kiếm được trong một năm. Dương đã thu hoạch rau tại một trang trại ở vùng núi Higashi Hiroshima của tỉnh Hiroshima và đã gửi 90% số tiền lương hàng tháng là khoảng 100.000 yên, tương đương với lại 750 Mỹ Kim cho gia đình ở Việt Nam. Cô có bạn trai ở Nhật Bản và anh này đã biến mất sau khi biết cô đang mang thai. Vào hồi tháng 11 năm 2020, cô đã sinh ra một bé gái tại hành lang ký túc xá của công ty ở Higashi Hiroshima. Sợ bị mọi người nghe tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, cô đã dán băng keo bịt miệng đứa trẻ cho tới chết. Sau đó đã chôn xác tại khuôn viên của ký túc xá. Cô Dương đã bị truy tố vì đã nhận tội tại phiên tòa đầu tiên. Cô đã bị kết án 3 năm tù giam và bị trục xuất sau khi mãn hạn tù. Dân làng tại Indonesia đã dùng dây thừng cột một con cá sấu dài là 4.3 mét. Một người dân ở Indonesia đã bắt một con cá sấu dài hơn 4 mét bằng dây thừng vì lo con vật đe dọa cuộc sống và sinh kế của mọi người. Hình ảnh đã cho thấy ông Usman và con trai đã cột con cá sấu khổng lồ bằng một sợi dây mỏng hôm thứ Bảy đã lan truyền trên mạng xã hội tại Indonesia. Theo dân làng thì con cá sấu bò lang thang quanh làng Ampol Ida ở tỉnh Nam Sulawesi ít nhất là 2 ngày trước, buộc cho ông Usman, 53 tuổi, đã ra tay để chặn con vật bò vào các ruộng lúa, tiến sâu vào khu dân cư và có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân. Con cá sấu dài 4.3 mét đã được giao cho cơ quan bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của địa phương, sau đó được thả đến một khu vực ít dân cư hơn. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Báo Khanh và Hà Anh xin kính chúc cho tất cả quý vị khán thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.